Hôm nay chúng tôi hân hạnh được trình chiếu một trong những bài thuyết giảng sâu sắc với tựa đề Phá vỡ thói quen là một vị thánh chân chính phần 1 trên 5 trong tiết mục giữa thầy và trò được giảng bằng tiếng Anh vào ngày 24 tháng 2 năm 2005 tại Hungary. Thế giới này trước đây đã bị hủy diệt. Thế giới này đã đạt đến một trình độ khoa học rất thành công. Nhưng vì họ biết quá nhiều, mà phương diện tâm linh không phát triển nên họ gây chiến với các tinh cầu khác. Mấy tinh cầu khác có chiến tranh với thế giới này và nhiều thứ đã bị hủy diệt trước khi chúng ta từng văn minh hơn. Bây giờ chúng ta bắt đầu trở lại, chúng ta đang hồi phục. Nhưng nếu chúng ta không cân bằng kiến thức với trí huệ, và không cân bằng tiến bộ vật chất với thành quả tâm linh, thì chúng ta sẽ hủy diệt không riêng địa cầu này mà cả các tinh cầu khác. Nhiều tinh cầu đã bị hủy diệt vì lý do này. Quá nhiều kiến thức đầu óc, nhưng không có trí huệ tâm linh. Rồi họ gây chiến với nhau. Bây giờ là thế kỷ 21 trên địa cầu này. Thế kỷ 21, đó là kể từ thời đại của Chúa Giêsu mà thôi, chứ địa cầu này đã hiện hữu từ lâu rồi, và vẫn còn chiến tranh, có thể tưởng tượng không? Như người mang rợ. Vậy mà chúng ta tự xưng mình là con người rồi đi giết người khác không chút ăn năn. Và chúng ta gọi đó là văn minh. Thời đại này mà vẫn giết nhau, như đang ở trong rừng vào thời tiền sử. Chúng ta gọi người tiền sử ở trong hang đó là lạc hậu hoặc sơ khai. Ít ra họ không tàn sát lẫn nhau ở mức độ này. Nên văn minh vật chất không cống hiến cho mình sự thoải mái hay hòa bình. Chỉ có sự khai ngộ tâm linh. Điều đó quý vị có thể tự biết, phải không? Dạ. Bây giờ tôi cũng nói với quý vị y như vậy. Nếu có gì thú vị hơn, tôi sẽ nói sau. Nhưng không có gì nhiều về thế giới này để tôi có thể nói với quý vị, trừ khi quý vị lên cao hơn, lúc đó rất thú vị. Thành ra rất khó cho tôi. Ngoài việc đi gặp quý vị và cống hiến phục vụ quý vị, khó cho tôi rời khỏi hang động, tôi không muốn. Nếu quý vị ngồi đó không cảm thấy thoải mái thì đi nơi khác nhé. Hãy tự bảo vệ mình, bằng không quý vị sẽ bị bệnh, phải không? Tôi không muốn quý vị bệnh ở đây, thành ra tôi để quý vị ở đây. Đã mất công quý vị, mỗi lần phải đi tuốt về lều rồi trở lại. Vì tôi ở đây và một nhóm nhỏ, tôi đích thân đảm nhiệm. Thông thường những người khác sẽ lo liệu như là thường trú hay bất cứ ai. Vì có quá nhiều người, nhưng như vậy tôi dễ điều hành hơn. Để tôi có thể bảo họ làm gì, ngồi ở đâu. Và chúng ta chỉ tập trung tại đây hay ở trong toa xe. Lúc nào cũng ấm và khô để quý vị không phải đi về lều. Trừ khi chúng ta có thêm người đến và ở đây không có đủ chỗ, thì một số người phải đi ra đó. Bằng không, chúng ta chỉ ngồi đây, ăn tại đây, thiền tại đây, ngủ tại đây. Tốt rồi. Có ai phản đối không? Dạ không. Tốt chứ? Dạ tốt. Hay ở trong toa xe? Tôi có mua 3-4 toa xe. Để quý vị cũng có thể thiền trong đó. Những người mới đến hoặc những người làm việc đến không được đúng giờ thì ngồi trong một toa xe cũng được, chúng ta có đủ chỗ. Quý vị không cần phải lúc nào cũng mặc đủ thứ rồi phải đi về lều và trở lại trong trời lạnh, cho nên như vậy tiện hơn. Nếu chỉ có một nhóm nhỏ thì dễ, nếu nhóm lớn thì không được. Tôi cũng bị bệnh. Khi người ta bệnh khắp nơi, tôi cũng bệnh phần nào. Nhưng tôi không thể lãnh hết tất cả, bởi vì gột rửa quá nhiều. Còn ai nữa không? À, con thường có ý tưởng rằng con thật sự không biết nên làm gì.
Vì vậy, thí dụ như con nghĩ con có thể đi bởi vì con đã xong, cô có thể gì? Con đã học xong nên con cảm thấy con có thể làm bất cứ gì mình muốn. Đúng vậy, tại sao không? Nhưng rồi con không biết mình có thành tâm trong cách chọn lựa hay không. Nên đôi khi con nghĩ con chỉ chờ xem điều gì sẽ đến trên đường đời của mình. Nhưng rồi con nghĩ có lẽ như vậy quá thụ động. Cô học ngành gì? Con học về chính trị quốc tế. Cô muốn làm tổng thống của Pháp à? Cứ làm đi. Cô muốn làm gì? Đừng ngồi đó chờ. Điều duy nhất cô muốn là gì? Cô thích làm gì sau khi học xong? Sau khi học xong, người sinh viên cảm thấy rất tự do và đôi khi làm quá đáng, vui chơi và đủ thứ. Nhưng cô là người tốt, điềm tĩnh như vậy là tốt rồi. Nhưng bây giờ cô có biết mình muốn gì không? Con muốn biết vì sao con ở trên địa cầu này. Và con nên làm gì? Ồ, tôi cũng muốn biết tại sao cô ta ở đây. Tại sao cô ta ở địa cầu này, có ai biết không? Cô muốn biết điều đó à? Đôi khi vì con nghĩ, nếu con giúp đỡ người khác, nhưng rồi con lại nghĩ có phải là mình thật sự giúp đỡ người ta không? Hay chỉ nghĩ rằng mình giúp đỡ người ta thôi? Trời ơi, sao lại phức tạp như vậy? Chỉ làm bất cứ gì cô cảm thấy thích. Nếu có người cần giúp, thì cô giúp. Tại sao cô suy nghĩ nhiều vậy? Con cũng tự hỏi tại sao con suy nghĩ nhiều quá, con không biết. Chỉ là điều gì đó mà con làm. Có vậy thôi à? Vậy suốt ngày cô chỉ suy nghĩ và không làm gì cả. Con làm bất cứ gì đến trong đời con. Nhưng con thật sự không có cảm giác là con đang làm những gì mình... Trong tâm cô muốn làm gì? Cô nói tao nghe. Thật sự, từ trong tâm, chứ không phải cô chỉ nói cho mọi người nghe. Ồ, ý kiến hay, không phải vậy. Cô muốn làm gì? Thật tình nói cho tôi biết. Cô không biết hay cô biết? Cô nghĩ là con không biết. Vậy tại sao cô học chính trị? Nó chỉ tình cờ xảy ra trong đời của cô, phải không? Cô có muốn theo đảng phái chính trị nào không? Dạ không. Tham gia với họ, làm gì đó cho quốc gia. Con từng thắc mắc là tại sao có quá nhiều vấn đề trên thế giới và con thắc mắc tại sao vẫn chưa giải quyết được, trong khi con tin rằng có nhiều người biết cách giải quyết. Có thể như vậy. Nếu cô tin như vậy, thì cứ làm. Nếu cô tin rằng con đường chính trị có thể giúp cô giúp cho quốc gia, thì cô có thể làm chuyện đó, nhưng con không tin như vậy. Nên vậy tại sao cô học về chính trị trước đây, phải không? Bây giờ cô không còn tin nữa. Có phải ý là như vậy? Cô nghĩ bây giờ cô thích làm gì? Hiện giờ cô đang làm gì? Con đang tìm việc làm. Công việc gì? Bất cứ việc gì à? Con đang chờ một công việc. Nhưng không biết nó có thật sự quan trọng không. Cứ thử xem rồi nói cho tôi biết. Thế giới này thật khó hiểu ha. Cũng có thể vì con không biết có khi nào là mình tự lừa mình không. Cô nói sao? Không biết con có tự gạt mình không? Tại sao? Chỉ tìm việc kiếm tiền, có gì dối gạt đâu. Cô tìm công việc gì? Thật ra cô muốn hỏi tôi điều gì? Bởi vì cô đang đưa tôi vào mê cung đây. Tôi không biết nếu cô có việc làm, cô muốn tôi ủng hộ hả? Câu hỏi thật sự của cô là gì? Hay cô muốn nói, cô muốn tôi chọn việc làm cho cô? Có phải vậy không? Đó là việc của cô. Cô phải nghiên cứu thị trường và tìm hiểu trong tâm mình để biết mình muốn làm gì và công việc này có thị trường không. Nếu không, cô chọn công việc tốt thứ nhì, việc khác. Và nếu cô không biết mình muốn làm gì, thì tôi cũng không biết làm sao để giúp cô. Suy nghĩ về việc này nha. Câu hỏi kế. Sau khi con trở về từ Campuchia, con lại vướng bẫy thế gian và bắt đầu thiền ít hơn. Nó giống như một thời điểm mà con cần phải thỏa mãn tất cả những ước muốn vẫn còn vướng mắc.
nhưng nó làm cho con lạc lối tu hành. Vì con bị lạc lối khiến con cảm thấy thật tội lỗi, bởi vì con biết mình đã đánh mất một điều gì thật quý giá. Khi nhớ lại thời gian ở bên sư phụ tại Tây Hồ và Campuchia, đó là thời gian hạnh phúc nhất trong đời con. Bởi vì sau đó chỉ có khổ đau và bất mãn. Thật khó để trở lại, thưa sư phụ. Giờ đây sư phụ đã cho phép con trở lại cộng tu được một năm và mọi việc lại thay đổi. Bây giờ đã tốt ha? Dạ tốt ha. Dạ như vậy tốt. Vậy câu hỏi là gì? Không có gì trên trần gian này mà con thật sự, ngoài chuyện làm việc cho sư phụ và được bên cạnh các đồng tu, bây giờ biết rồi. Dạ. Con xin hỏi có thể trở lại làm thần trú được không? Có thể sau này. Bây giờ hãy vui hưởng thời gian tự do của quý vị. Vui hưởng việc quý vị đã trở lại thưởng thức ăn điển ha. Làm thần trú không phải như quý vị nghĩ. Có những người thường trú ở lại, có những người đến rồi đi. Các thường trú, nếu họ thành tâm, sẽ được rất nhiều gia trì của tôi. Nhưng một khi đi ra ngoài, họ bị mất quá nhiều. Họ đi một cái vèo như thế này. Dạ phải, đó là lý do. Thật sự rất tệ. Chỉ để cống hiến cuộc đời còn lại của con cho việc tu hành. Bởi vì bên ngoài thật là... Nhưng đó không phải là định mệnh của quý vị. Dạ. Có thể sau này ha. Khi quý vị vượt qua được định mệnh của mình, chúng ta có thể làm điều gì đó. Ngay bây giờ thì cứ thưởng thức, vui hưởng đời sống bình thường. Không có danh hiệu gì như vậy là tốt nhất. Cái gì cưng cô đó? Nhưng tôi cảm kích việc đó, quý vị đã muốn trở lại rồi, vậy tốt. Cứ giữ nguồn cảm hứng đó. Không biết có phải vì tôi có mặt tại đây, quý vị thấy vững mạnh và cảm thấy tự tin trở lại. Một khi tôi đi rồi, nhiều người muốn chờ chút. Tôi giải thích thêm cho cô ta để tâm của cô ấy cảm thấy cởi mở hơn, bằng không nó sẽ thần trú. Nhiều người muốn làm thần trú, mỗi lần có thiền bế quan, mọi người muốn ngay lập tức. Con muốn vô sư phụ, con xin vô, con không muốn làm gì khác hết, xin sư phụ. Nhưng tôi chỉ vừa quay lưng là xong, mọi người đi về nhà. Lúc đầu họ nói con sẽ ở đây. Con nấu ăn cho sư phụ, con nấu ngon, con làm cái này cái kia. Tôi nói được, cứ ở một thời gian rồi xem sao. Tôi chỉ vừa mới quay lưng đi bởi vì tôi phải đi, thế là xong. Con phải về nhà bởi vì con phải làm việc. Con phải về nhà bởi vì vợ con gọi. Con phải về nhà bởi vì chồng con cần con. Con không thể bỏ cô bạn gái được vì cô ta sẽ gây rắc rối cho con tại đây. Đủ mọi lý do. Đi mất, mọi người cứ chạy ra, cứ như vậy. Rồi khi tôi trở lại tổ chức thiền bế quan, ô sư phụ, con luôn luôn sẵn sàng. Phải, đó chỉ do lực lượng. Chỉ là lực lượng xả bỏ mà quý vị nhận được từ nơi tôi mỗi khi ở gần. Cho nên đừng để điều đó đánh lừa. Sau này quý vị sẽ thấy hối hận, bởi vì đời thường trú là một cuộc đời khác. Nó đi ngược lại trào lưu của xã hội. Quý vị sẽ khó mà giữ gìn được. Tôi thậm chí cũng không muốn quý vị phải chịu đựng điều đó. Tại sao phải vậy? Cứ ở ngoài cùng thế giới, cùng với các đồng tu. Đi làm việc và vui hưởng. Có bạn trai, bất cứ gì. Thưởng thức những gì trong thế giới này tạm thời. Rồi khi ra đi thì quý vị đi. Thậm chí không cần phải đi làm thần trú để được tiến bộ. Nói quý vị biết, đôi khi nó làm cho quý vị đau khổ vì quý vị quá thích, quý vị thích lý tưởng đó, nhưng rất khó giữ. Nhiều người quý vị không phải là thần trú như một số ở đẳng cấp thứ 5, đẳng cấp thứ 4, và tôi rất vui lòng. Mình không có mấy thần trú ở đây, nhưng cũng vẫn tốt đẹp phải không? Các đồng tu ở Hungary, họ chạy. Họ làm tất cả mọi việc mà tôi bảo họ, thậm chí còn chính xác, nhanh nhẹn và thông minh hơn. Tôi rất hài lòng với họ. Tôi không cần thần trú ở đây.
Ý ta là quý vị không cần phải là thường trú để làm công việc sư phụ hoặc để phụng sự người khác. Quý vị vẫn là quý vị và giúp người khác, như vậy là thường trú rồi. Thường trú là người làm việc với tôi. Tôi không xem thường quý vị, vì quý vị không phải là thường trú. Không, không phải vậy. Đồng tu Hungary không phải là thường trú, nhưng mấy hôm nay, họ làm việc ngày đêm. Họ không bao giờ làm trái lại chỉ thị của tôi, không bao giờ cãi lời hay gì cả. Dạ, sư phụ, dạ hiểu, thật nhanh nhẹn, làm việc răm rắp. Tôi thích như vậy. Các sư huynh sư tỷ ở đây, họ mua chỗ này chỉ để cho mọi người thiền. Họ thậm chí cũng không có phòng ở đây. Khi đến đây, họ chỉ ngủ chung với nhau trên cái giường nhỏ này. Có rất nhiều chỗ nhưng họ không biết cách. Họ bỏ đủ thứ tạp nhạp trong đó, bởi vì họ không ở đây thường. Nhưng bây giờ vì tôi ở đây, họ muốn ở đây nhưng không có chỗ vì tất cả rác rến trong phòng đó. Nên tôi vứt hết rác ra ngoài và làm hai cái giường cho họ để ở. Họ khiêm nhường đến như vậy. Họ không đòi hỏi quyền lợi. Họ không đòi hỏi quyền sở hữu. Tôi thậm chí phải đi tìm chỗ cho họ. Tôi dọn hai cái phòng để họ có thể ở trong đó và làm việc trong thời gian này. Bởi vì họ làm việc cực nhọc trước khi quý vị đến đây, sau khi quý vị ra về, họ phải làm việc. Họ như là cánh tay phải, cánh tay trái của tôi. Họ phải làm việc cho nên họ cần chỗ nghỉ ngơi. Sau đó, sau mọi căng thẳng. Cho nên đối với tôi, như vậy là thường trú. Không phải là danh hiệu. Tôi rất vui lòng với những người thành tâm cống hiến vô điều kiện cho một lý tưởng vĩ đại, một lý tưởng tâm linh. Không phải tôi vui lòng vì quý vị là thường trú hay không là thường trú. Đừng lo chuyện đó. Nói đi. Sư phụ có nói về tình thương. Bà ta muốn biết thêm về điều này. Bà ta có một người con gái 25 tuổi. Từ nhỏ đến giờ, con gái bà chưa hề giúp việc nhà. Từ khi thọ tâm ấn, bà không cãi nhau với con gái nữa. Bà chấp nhận con gái bà như vậy. Nhưng bà sợ rằng con gái bà con gái bà lợi dụng tình thương của bà. Bà luôn luôn tha thứ cho con gái. Nhưng cô ta lại càng làm bà đau khổ hơn. Bà luôn luôn tha thứ cho con, nhưng cô con gái vẫn tiếp tục làm đau lòng mẹ. Đúng vậy, bà phải chấp nhận như vậy. Đó là cái giá bà phải trả để đến đây. Bà ta lo là nếu như vậy, cô con gái sẽ không tiến bộ. Như vậy không tốt cho cô ấy. Nên bà muốn giúp con bà ra khỏi tình trạng này. Nó sẽ tự nhiên hết. Hồi xưa hai người là kẻ thù. Trước đây quý vị đã làm khổ cô con gái, nên cô ấy trở lại và làm như vậy. Nhưng quý vị phải chấp nhận đó như là một điều kiện để quý vị được gặp minh sư. Cho nên ráng chịu đựng và cảm ơn con gái mình. Thông thường những kẻ thù sẽ cùng trở lại với nhau và họ tưởng rằng đó là tình thương, đó là vấn đề. Cứ hỏi xem, hỏi chung quanh đây. Có cặp nào hạnh phúc không? Có người anh, người em nào hạnh phúc? Cha mẹ hạnh phúc? Gặp vợ chồng hạnh phúc? Hỏi vòng vòng, hỏi bên ngoài có ai không? Không, hầu hết là không. Luôn gây gổ với nhau, kẻ thù mà. Tất cả đều là nghiệp chướng, không có gì ở đó cả, chỉ là nghiệp chướng. Thường thì kẻ thù trở lại với nhau để làm vợ chồng hay người yêu, để hóa giải hận thù giữa hai người trong tiền kiếp. Cho nên bất cứ gì xảy ra, hãy chấp nhận. Quý vị không biết tôi có bao nhiêu kẻ thù làm con cái, bao nhiêu kẻ thù làm bạn.
Tôi vẫn còn những người này. Rất khó, nhưng tôi cũng phải chấp nhận tất cả để có thể làm việc. Để nhờ vào tình thương của tôi, họ sẽ thay đổi, sẽ được thăng hoa. Tôi chấp nhận nhiều đau khổ hơn là quý vị biết. Tôi có bao giờ cho quý vị biết. Nhưng ngay cả những người thù tôi nhất cũng trở thành bạn bè, đệ tử hoặc thầy giả của tôi, để họ được cứu rỗi bằng tình thương. Kẻ thù thường trở lại với nhau để có thể học hỏi tình thương. Họ học thương yêu lẫn nhau. Họ trở thành kẻ thù bởi vì họ không có tình thương. Cho nên họ thường trở lại làm vợ chồng, làm người yêu. Mẹ, con, anh chị em học để thương yêu lẫn nhau. Bởi vì quý vị chỉ tự nhiên thương người trong gia đình. Vì chỉ có tình thương mới có thể xóa bỏ hận thù trong tiền kiếp. Đó là lý do họ thường trở lại làm người trong cùng một gia đình hay làm người yêu. Tôi chịu đau khổ nhiều hơn quý vị. Hãy tin đi. Tôi chỉ không nói ra. Thậm chí có nói ra cũng không bao giờ diễn tả đủ. Quý vị nghĩ tất cả những người quanh tôi giúp tôi suốt ngày đều là bạn của tôi à? Không phải luôn luôn như vậy. Và quý vị nghĩ tôi nhận sự giúp đỡ mà không phải trả giá à? Tôi không phải trả gì sao? Tôi không có ý nói tiền bạc. Tiền bạc là một chuyện tôi cũng phải trả. Nhưng nhiều hơn thế nữa. Để tình thương có thể hóa giải hận thù. Để họ sẽ rung động sâu tận linh hồn và trở thành một người đơn thuần trở lại. Quý vị hoàn toàn hiểu hết những gì tôi nói. Chẳng qua là đầu óc của quý vị không để quý vị hiểu, chỉ là thói quen. Thói quen là kẻ thù của chúng ta. Nếu thói quen tốt thì tốt. Nếu thói quen không tốt thì rất có hại cho mình, rất tai hại. Chúng ta là kẻ thù của chính mình. Trong các mối quan hệ, đôi khi cũng vậy. Mình nói mình thương người này, thương người kia. Không đâu, có thể lúc ban đầu quý vị thương. Nhưng sau đó tất cả là thói quen. Không thể sống thiếu họ, thiếu người này, thiếu người kia. Hầu hết chỉ là nghiệp chướng. Nó buộc quý vị phải làm như vậy. Cho nên cứ phá vỡ nó đi nhé. Phá đứt nghiệp chướng. Đừng làm những gì mà thói quen sai khiến quý vị. Như vừa rồi bà ta hỏi tôi về con gái của bà. Con gái thì dễ lo liệu hơn bởi vì quý vị là bà trưởng thượng. Nhưng khi quý vị có người bạn đời chuyên gây phiền não cho nhau, thì đau khổ nhiều hơn nhiều. Quý vị không thể bỏ đi, không thể rời xa. Đa số là vậy. Rồi quý vị gọi đó là tình yêu, chung thủy hoặc bất cứ danh từ nào đó, còn tôi gọi đó là nghiệp chướng. Chỉ cần một chữ cho mọi thứ. Quan hệ tốt, nghiệp chướng. Quan hệ không tốt, nghiệp chướng. Hiểu chưa? Không có gì ở đó cả. Quý vị nhìn nhau như cha con. Mẹ con, chồng, vợ. Còn tôi thì chỉ thấy keo nghiệp chướng, keo một dây xích lớn. Ngay cả những người đến với tôi biết họ là ai. Quý vị thấy họ như thế này, còn tôi thấy họ như thế kia. Một hình ảnh hoàn toàn khác khi quý vị thấy được nghiệp chướng. Có những chuyện thật dễ sợ mà quý vị phải thấy. Cho nên quý vị không thấy cũng tốt. Cũng tốt khi quý vị nghĩ mình thương người đó, mình không chịu nổi nếu thiếu nàng, mình yêu anh ấy thật nhiều, không biết tại sao. Đau khổ mà lại gọi là tình yêu. Nhiều khi quý vị không hòa thuận với nhau, quý vị thật sự muốn bỏ đi, nhưng lại nói không được, mình thương. Không phải đâu, đó là thói quen. Nghiệp chướng khiến quý vị cảm thấy như vậy. Đôi khi quý vị không chịu nổi, nhưng vẫn ở lại, có đúng không? Đúng ạ, chịu không nổi nhưng vẫn ở lại. Bỏ thì thương, vương thì tội. Thật khó vô cùng. Tôi đã bảo quý vị rồi, đa số mọi người có nghiệp chướng xấu.
nhân quả xấu với nhau trong tiền kiếp, họ trở lại để làm người thân chung một gia đình hoặc vợ chồng. Rồi họ có thể quấy rầy lẫn nhau. Họ có thể trả qua trả lại cho nhau. Cho đến khi xong thì ra đi. Quý vị không thể làm gì được cả. Nhưng quý vị có thể thiền tinh tấn hơn, lên cao hơn. Như vậy nhanh hơn, hiểu không? À, tôi chỉ kể cho quý vị nghe một vài thí dụ giả sử ngay cả chính tôi, bản thân tôi. Có những người thì giả này nọ, có những người không phải tất cả, nhưng một vài người thật sự không tốt. Có vài người đã thật sự gây phiền toái cho tôi trong tiền kiếp, khi tôi cũng là một minh sư. Đời đời kiếp kiếp tôi đã là minh sư, nếu quý vị muốn biết, và vì lúc nào cũng là minh sư. Cho nên, mình luôn luôn bị lực lượng ma vương dùng người nào đó để làm phiền mình. Tôi luôn luôn bị người của tôi phản bội. Họ là nhân viên của tôi. Nếu tôi có cơ sở kinh doanh, tôi đã có cơ sở kinh doanh trong những kiếp trước. Tôi đã làm minh sư nhưng cũng có cơ sở kinh doanh và mọi thứ. Tôi không thể kể hết cho quý vị nghe được vì chuyện này quá dài. Tôi đã từng đi lên đi xuống nhiều tinh cầu khác nhau quá nhiều lần rồi. Cho nên không phải chỉ có địa cầu này, có rất nhiều, tôi chỉ nói cho quý vị nghe. Có những người đã bị lực lượng phủ định lợi dụng để gây rắc rối cho tôi. Đời đời kiếp kiếp. Ngay cả người tốt cũng biến thành xấu. Không phải xấu, nhưng họ đã gây ra lỗi lầm khiến cho tôi bị đặt vào những hoàn cảnh khó khăn khác nhau. Có khi bị giết, có khi bị cầm tù, có khi bị chất vấn, có khi bị đánh đập, đủ mọi hình thức tra tấn. Bởi vì làm minh sư. Nghiệp chướng của đệ tử. Được rồi. Thỉnh thoảng những người này, ngay cả những hạng người tệ nhất cũng trở lại đây. Từ những tinh cầu khác, thậm chí không đến từ địa cầu này. Nếu mà vườn không tìm ra người có nhân duyên với địa cầu này, trong đời này y sẽ tìm một người khác. Ở những tinh cầu khác, nhiều lắm. Mướn họ làm việc, cho họ nhập cư, hợp pháp hoặc bất hợp pháp không thành vấn đề, đến địa cầu này, đợi tôi. Họ ở khắp mọi nơi, rồi gây rắc rối bất cứ lúc nào. Cho nên tôi nói cuộc đời tôi luôn trong tình trạng khẩn trương. Quý vị biết chưa đến một nửa. Không sao, như vậy tốt cho quý vị. Tôi không muốn quý vị biết những chuyện này bởi vì quý vị không chịu nổi. Cho nên ngay cả chính tôi cũng từng có nhiều kẻ thù. Người mà quý vị thấy rất tận tụy. Đôi khi qua cái nhìn của quý vị, người đó giúp rất nhiều việc. Đủ thứ dường như vậy. Nhưng họ lại là kẻ thù của tôi trong quá khứ. Tôi ý nói là họ thù ghét tôi, chứ không phải tôi thù ghét họ. Y gây rất nhiều đau khổ, hiểu không? Nhưng tôi vẫn phải thương hắn. Người tệ nhất thì càng phải thương nhiều hơn. Phải thương nhất, hình như là như vậy. Nhưng không có nghĩa hắn là người đáng kính nhất hoặc xứng đáng nhất. Trong mối quan hệ của quý vị cũng vậy. Nếu quý vị đau khổ vì nhau như mẹ con, cha con, chồng vợ, bạn trai, bạn gái, biết rằng đó là do quan hệ nhân quả. Đó là do nghiệp lực, hiểu không? Đừng trách lẫn nhau. Không ai xấu, không ai tốt. Chỉ là nghiệp chứng mà thôi. Trong trường hợp của tôi đã không làm điều gì sai. Nhưng làm minh sư là một công việc sai lầm nhất mà quý vị có thể nhận lãnh từ trước đến nay. Nhưng đó là công việc của tôi. Tôi làm việc đó đời đời kiếp kiếp. Có lúc tôi nghỉ ngơi một thời gian dài. Nhưng lúc nào tôi cũng làm việc đó. Tôi sẽ nghỉ ngơi một thời gian rất dài. Có thể là nghỉ luôn. Lúc nào tôi cũng có thể ủy thác công việc cho một người nào đó. Nhưng có khi tôi tự làm. Nếu quý vị muốn làm một việc cho tốt nhất thì hãy tự mình làm lấy. Người ta nói như vậy. Cho nên tôi muốn nói ngay cả tôi cũng trải qua đủ loại quan hệ nhân quả trở lại với tôi. Nhưng khi tôi lên cao hơn thì nó không thể nào đụng tới tôi được nhiều. Mặc dù lẽ ra minh sư phải chịu đau khổ, nhưng khi tôi lên cao hơn thì ít bị phiền phức hơn. Giống như quý vị vậy. Càng thiền nhiều thì càng lên cao. Càng lên cao chừng nào thì càng ít đau khổ chừng đó. Tại sao? Cũng giống như quý vị trở nên giàu hơn. Quý vị mượn tiền học làm bác sĩ, quý vị phải trả lại số tiền đó. Như một khi đã thành bác sĩ rồi,
sự nghiệp được thăng tiến, quý vị có nhiều tiền hơn và trả nợ nhanh hơn, rồi nợ nần được trang trải hết. Có vậy thôi, giống nhau. Món nợ nghiệp chướng quý vị có thể trả bằng công đức tu hành, cho nên quý vị càng lên cao càng tốt. Tôi vẫn còn một chút nghiệp chướng, nhưng ít thôi, không có nhiều như trước. Bởi vì bây giờ tôi lên quá cao rồi. Tôi còn có thể lên cao hơn nữa, nhưng không cao hơn nhiều lắm đâu. Không sao. Giống như quý vị đã ở Pháp rồi thì quý vị có thể đi đến Paris, đi Lyon, nó tương tự vậy. Xa biên giới một chút, hay là gần biên giới nó tương tự như nhau, hiểu không? À. Chẳng hạn quý vị ở Pháp hoặc Hungary, hay là quý vị đang ở ngoài cổng, rồi quý vị đi bộ vào, hoặc đi bằng xe vào, và quý vị đến gần. Quý vị đã ở gần trung tâm, cho nên cũng không khác biệt gì nhiều cho lắm. Món nợ nghiệp chướng quý vị có thể trả bằng công đức tu hành, cho nên quý vị càng lên cao càng tốt. Tôi vẫn còn một chút nghiệp chướng, nhưng ít thôi, không có nhiều như trước. Bởi vì bây giờ tôi lên quá cao rồi. Tôi còn có thể lên cao hơn nữa, nhưng không cao hơn nhiều lắm đâu. Không sao. Giống như quý vị đã ở Pháp rồi, thì quý vị có thể đi đến Paris, đi Lyon, nó tương tự vậy. Xa biên giới một chút, hay là gần biên giới, nó tương tự như nhau, hiểu không? À. Chẳng hạn quý vị ở Pháp, hoặc Hungary, hay là quý vị đang ở ngoài cổng, rồi quý vị đi bộ vào, hoặc đi bằng xe vào, và quý vị đến gần. Quý vị đã ở gần trung tâm, cho nên cũng không khác biệt gì nhiều cho lắm. Như trước đó thì là địa ngục. Đúng là địa ngục trần gian. Còn nếu quý vị không biết địa ngục là gì, thì nạp đơn xin làm minh sư đi, rồi tôi sẽ chỉ cho quý vị biết. Nếu không tin có địa ngục, quý vị có thể nạp đơn xin làm minh sư hoặc cầu với Thượng Đế, con muốn làm minh sư, rồi sau đó quý vị sẽ ân hận suốt cuộc đời còn lại của mình. Đừng lo, quý vị muốn gì sẽ được nấy, có thể không xảy ra trong kiếp này. Bất cứ ai thật tình luôn luôn muốn làm minh sư cứu rỗi nhân loại, người đó sẽ thành minh sư. Tin tôi đi, có thể không ở kiếp này, có thể không ở kiếp sau, có thể không ở địa cầu này, nhưng có thể ở trên tinh cầu khác, lần tới quý vị sẽ trở thành minh sư. Bất luận quý vị muốn gì, quý vị sẽ có, đó là luật của vũ trụ. Quý vị muốn tốt, muốn xấu, đều có hết, chỉ là vấn đề thời gian. Vậy hãy cẩn thận mình muốn gì nhé, hãy coi chừng đó. Nếu quý vị thật sự muốn làm anh hùng, thì cứ làm. Tội cho minh sư, bất cứ vị nào, phải chịu đựng rất nhiều đau khổ. Cho nên dù quý vị có bị đau khổ trong quan hệ gia đình, thì ai cũng vậy cả, ai cũng bị, ngay cả bản thân tôi, nhất là bất kỳ vị minh sư nào. Cho nên quý vị chỉ có thể ngồi thiền và cầu nguyện. Thiền và cầu nguyện thế thôi. Đừng nên chạy trốn nó, đừng bỏ cuộc. Vì quý vị có thể còn gặp hoàn cảnh tệ hơn. Quý vị có thể thử, nếu thấy tình trạng tệ hơn, thì quý vị sẽ biết, ồ, tôi sẽ trở lại như lúc trước. Quý vị chỉ có thể thoát khỏi. Nếu lên cao hơn, vậy thôi, khi nhân quả giảm bớt, nó không thể đụng tới quý vị nhiều. Ví dụ, nếu quý vị trèo lên một chiếc thang cao, và quý vị ở dưới thấp, người ta có thể nắm lấy quý vị. Quý vị trèo thang lên đến đây, họ có thể nắm bàn chân của quý vị. Nhưng nếu quý vị có thể lắc một cái rồi quý vị đi mất. Họ chạm vào quý vị một chút nhưng không thể nắm bắt toàn thân quý vị. Có người mới không? Giơ tay lên xem. Người mới à? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 người. Ồ, nhiều người mới. Không, ý tôi nói những người chưa gặp tôi. Đây là lần đầu gặp. Mười người, dạ khoảng 10 người, quý vị từ đâu tới? Anh Quốc, tất cả 10 người đều đến từ Anh Quốc, Hungary, Slovenia, Bulgari, chà, cả Âu Châu, Pháp, ở đâu? Pháp, tôi biết rồi.
Naui, Naui. Vậy là cả ông châu ở đây rồi. Tốt. Quý vị là những người may mắn. Những người đầu tiên và may mắn tôi có quà cho quý vị. Nhưng tôi đã trao cho các anh chị em của quý vị. Họ sẽ đọc trong chốc lát. Nhớ hỏi họ. Hỏi sư huynh. Anh ta sẽ sắp xếp cho quý vị. Không phải anh ta có gì đặc biệt. Đừng quỳ lại rồi gây rắc rối cho anh ta. Nói cho quý vị hay, dù quý vị lên đến đẳng cấp thứ 5, quý vị vẫn còn ngã chấp. Vậy coi chừng đó, đừng cho người khác thuốc độc. Bằng cách tán thán họ, rồi kéo họ xuống thế giới vật chất vô nghĩa này. Chỉ có danh lợi hảo huyền và các thứ vô dụng cả. Cho dù quý vị là Phật, vậy thì sao? Chẳng ai cần quý vị chạy lăng xăng gây rắc rối hoặc tuyên bố này nọ, không cần nữa. Tôi đã cứu hết mọi người rồi. Cứ thư giãn, ngủ, nghỉ. Nếu quý vị không thiền được thì đi ngủ. Nếu quá ngứa ngáy thì chạy xe đạp vài vòng hoặc tập vài động tác thể dục. Thật ra không có gì để làm nữa. Chỉ thiền định, thư giãn, ngủ. Chào ơi, quý vị thật may mắn. Chưa bao giờ được tốt đẹp đến như vậy. Vậy mà vẫn còn muốn gây rắc rối. Sửa những gì không hư. Thậm chí cũng không ai yêu cầu quý vị. Trước kia tôi thật sự cầu mong Phật Bồ Tát hiện ra, giúp đỡ tôi một chút, nhưng không có ai, không có ai cả. Rồi bây giờ bỗng nhiên Phật xuất hiện khi chúng ta không cần nữa. Nói cho quý vị hay, nếu có người nào trong số quý vị cảm thấy mình là Phật, thì xin làm ơn về hưu ngay lập tức. Chúng tôi có tiền hưu trí, mọi thứ sẵn sàng cho quý vị, không cần làm quá nhiều. Nếu quý vị muốn làm thì hãy làm âm thầm. Giúp chung với đoàn thể, không cần thiết phải nhảy ra như Phật. Mới đến, Phật mới ra đời hay bất cứ gì, ai cần nữa. Nếu làm như quý vị đang làm, quảng bá giáo lý cũng tốt, tốt cho quý vị. Bất cứ gì quý vị làm cho người khác đều tốt cho quý vị, nên nhớ điều này bằng không, không ai cần nữa. Dĩ nhiên, quý vị thiền thì cả địa cầu sẽ tốt đẹp hơn, nhưng trong đó cũng bao gồm cả quý vị. Có vậy thôi. Không ai cần quý vị cứu độ họ nữa. Ngoại trừ quý vị làm thì tốt cho quý vị, dĩ nhiên, luôn luôn tốt cho quý vị. Và nếu quý vị có thể khuyên người khác ăn chay để cứu vài con vật, thì họ sẽ biết ơn. Bằng không, họ sẽ phải trả nợ, vay trả với nhau. Người ăn và kẻ bị ăn, cuối cùng sẽ giải quyết với nhau. Họ sẽ đau khổ đôi chút về thể xác hoặc tinh thần, cảm xúc, nhưng họ vẫn là những linh hồn tự do. Có thể họ không biết điều đó. Có thể họ không biết họ là thánh hay chi đó, nhưng tôi có thánh nhân khắp cả địa cầu. Bây giờ mọi người đi ra ngoài đều là thánh nhân. Tôi bảo đảm với quý vị, đúng vậy. Ở khắp mọi nơi đều có những hộ pháp âm thầm và những thánh nhân, nhưng họ không biết điều đó. Vì số mệnh họ là như vậy. Số mệnh của họ không phải là đi tìm minh sư, nhưng là để làm điều gì tốt ở đâu đó bên ngoài, để minh sư có cớ để giúp đỡ họ. Hoặc họ tình cờ gặp một số quý vị và cũng được lợi ích. Cho nên không thành vấn đề, số mệnh của quý vị là ngồi đây và có minh sư. Nhưng không có nghĩa là quý vị tốt hơn bất cứ người nào ngoài kia. Có tin tôi hay không? Dạ có, hãy tin đi, ok, hãy tin đi. Tôi đã gặp những thiên đế đẳng cấp thứ tư, chạy lăng xăng, chăm sóc xe của tôi. Tôi đã gặp những thiên đế đẳng cấp thứ ba, đi vòng quanh sửa chữa những viên gạch trong sân của tôi. Rất khiêm tốn, họ cũng không biết họ. Nhưng nếu gặp họ, quý vị sẽ biết. Họ rất thánh thiện, họ rất thân thiện, rất đạo đức. Họ không bao giờ hại ai. Quý vị hiểu ý cho không? Họ là những người nhân từ. Họ tử tế, khiêm nhường. Họ làm việc có lương tâm và thành thật. Tất cả phẩm chất của thánh nhân trong người thợ hồ, người bán xe, người lo công dọn vườn, quét sân của tôi. Nơi đâu quý vị cũng gặp thánh nhân. Vậy hãy ý thức điều này và có lòng kính trọng. Đừng vênh mặt lên trời. Quý vị chỉ may mắn thôi.
Những thánh nhân ở đâu quý vị cũng thấy. Thánh nhân không đủ cho quý vị. Trong thời này, Chúa Giêsu chết trong vòng 3 năm rưỡi, nhưng thánh nhân nào đến đời này sẽ bị kết liễu rất nhanh, nhanh hơn như vậy. Quý vị không thể làm thánh nhân và cứu người trong thời đại này. Nghiệp chướng rất nặng nề. Quý vị thấy có rất nhiều tai ương, gần như tận thế. Lúc nào cũng có chiến tranh. Đệ nhất, đệ nhị thế chiến, gần có đệ tam thế chiến. Nếu không có thế chiến thứ ba thì có tai họa khắp nơi. Ngay cả không có thiên tai thì luôn luôn có những chứng bệnh khác xuất hiện, người ta không biết từ đâu ra và phải làm thế nào để trị. Có rất nhiều tiến bộ khoa học trong lúc này, nhưng vẫn còn nhiều chứng bệnh chúng ta không trị được, những bệnh cũ và ngay cả những bệnh mới lúc nào cũng có, thậm chí bệnh AIDS mỗi năm giết nhiều người hơn là trận thiên tai sóng thần vừa qua. Mỗi năm hàng năm mũi làm chết nhiều người hơn là số nạn nhân chiến tranh, vân vân. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng đây là thời điểm khó khăn cho thế giới. Một sự chuyển tiếp từ đen tối nhất đến huy hoàng nhất. Nếu không thiền trong thời này, thì chúng ta đã tận thế rồi. Nhưng tất cả quý vị đều tốt. Tốt, nhưng tốt không có nghĩa là hay. Tốt là chuyện bình thường. Tôi thấy người thợ hồ tốt. Xin lỗi, có những người còn tốt hơn quý vị. Ý tôi nói là tánh tình tốt hơn, tử tế hơn. Có lẽ quý vị có lòng tốt, dĩ nhiên vì quý vị theo học với tôi. Mình không thể sát sinh, tốt. Không ăn thịt, tốt. Mình tốt. Nhưng mà quý vị đã học điều này. Nếu không, thì có thể quý vị đã không tốt như vậy. Rồi quý vị cố gắng nhiều để được tốt đẹp, điều này tốt. Nhưng tốt cũng chưa đủ. Thánh thiện cũng chưa đủ. Quý vị phải hơn thế nữa. Quý vị phải từ bi, tế nhị, thông minh, hữu ích, sẵn lòng và tử tế hơn vào bất cứ lúc nào và có tình thương vô điều kiện. Nhất là tình thương vô vị kỷ. Lúc nào quý vị cũng nghĩ đến cách phục vụ cho nhân loại. Nghĩ đến cách giúp đỡ những người bất hạnh. Đó mới thật sự là thánh thiện. Hãy nghĩ làm cách nào để phục vụ người khác tốt đẹp hơn. Đó cũng là một cách thiện. Ban đêm, ngay cả trong giai đoạn này của đời tôi, có khi tôi ngủ vào ban đêm. Ban ngày tôi bận rộn, tôi thấy gì thì sửa nấy. Ban đêm, đôi khi tôi nghĩ, ồ, mấy bạn chim ở bên ngoài. Họ có lạnh lắm không? Bởi vì đêm đó trời lạnh, tôi nghĩ đến mấy con cáo, con chó, mấy con cừu, con dê ở trên núi. Dù đang ở đâu, tôi đều nghĩ đến các chúng sinh ở đó, không biết chúng có được đủ ấm, đủ yên hay không. Tự động như vậy, quý vị hiểu không? Tự động. Có lòng tốt chưa đủ, mà quý vị phải là lòng tốt. Không phải chỉ là người tử tế không thôi, mà quý vị còn phải là lòng tử tế nữa. Quý vị phải là lòng từ bi. Quý vị phải là tình thương. Rồi về sau phẩm chất đó sẽ trở thành quý vị. Quý vị không thể là gì khác ngoài tình thương. Rồi quý vị sẽ là một thánh nhân thật sự. Không thì đẳng cấp thánh nhân của quý vị chỉ giống như được vay mượn, ban bố. Giống như có những người học hành rất chăm chỉ nhiều năm để thành tiến sĩ gì đó. Còn có người thì chỉ lấy bằng tiến sĩ danh dự. Có thể quý vị giống như vậy. Cũng được, không sao. Quý vị có thể lấy bằng tiến sĩ, danh dự hay bất cứ gì, lấy bằng giả hay trả tiền cho bằng tiến sĩ. Nhưng hãy là một tiến sĩ, quý vị cũng giống như là một thánh nhân danh dự. Hãy làm một thánh nhân. Phải làm để giống như một thánh nhân thật sự. Hãy thuyết phục chính mình bằng cách là một thánh nhân, sống theo cách của một thánh nhân, hành động như một thánh nhân, suy nghĩ như một thánh nhân, cảm nhận như một thánh nhân, giúp đỡ mọi người, nghĩ đến người khác, ban tặng tình thương, và lúc nào cũng cố gắng đi về chiều hướng đó. Hãy tự huấn luyện mình trong môi trường này và trong lĩnh vực của thánh nhân. Rồi quý vị trở thành thánh nhân thật sự. Ý ta nói là một vị thánh tốt hơn. Những người mới,
Có ai muốn hỏi gì không? Quý vị có cả đêm để thiền, cho nên chúng ta nói chuyện cũng không sao. Con xin hỏi sư phụ về đẳng cấp thứ năm về ngã chấp. Xin sư phụ giải thích điều đó như thế nào? Giải thích cái gì? Ngã chấp không bị tiêu trừ ạ? Không, chúng ta vẫn còn một chút. Bởi vì đẳng cấp thứ năm, dù là 100%, nhưng cũng còn nằm trong năm cảnh giới. Họ không phải là Thượng Đế. Họ có thể gần đồng nhất thể với Thượng Đế hoặc rất giống Thượng Đế. Minh sư từ đẳng cấp thứ năm giống Thượng Đế, nhưng họ không phải là Thượng Đế. Chỉ có Thượng Đế là hoàn hảo. Chỉ còn một chút ngã chấp, gần như là không có vậy. Nếu quý vị đến đẳng cấp thứ năm, hầu như quý vị không còn ngã chấp nữa. Dường như là vậy, bởi vì chỉ còn 1% hoặc chút xíu thôi, có lẽ là vậy. Nhưng bởi vì quý vị ở thế giới này phải gặp gỡ rất nhiều người, và người ta sẽ khiến quý vị cảm thấy tự hào hơn về mình. Vì những điều nho nhỏ nào đó, một tờ giấy, một mảnh bằng, tiền bạc, xe cộ, nên quý vị chỉ một chút ngã chấp luôn luôn khai triển. Nó luôn luôn muốn được nảy mầm. Hạt giống nhỏ thôi. Một hạt giống nhỏ của ngã chấp ở đây. Nếu có chút nước vào, nó sẽ cố gắng nảy mầm. Và không còn cái gì gọi là một chút nữa cả. Được, được rồi. Nước, hiểu ý tôi không? Giống như quý vị. Để một hạt giống nhỏ xuống đất rồi, tưới chút nước, bên trong nó đã bắt đầu nảy nở rồi. Nó khao khát để được nảy mầm giống như vậy. Vì thế giới này, và vì nghiệp chướng, do việc tiếp xúc với mọi người, họ đến và đầu độc quý vị, làm cho ngã chấp của quý vị lớn ra thêm vào, rồi lớn ra rồi lại thêm vào. Bằng không, nếu quý vị vào thế giới thứ năm, thế giới thứ năm thật sự trên thiên đàng, thì quý vị không có ngã chấp. Kính chào sư phụ, chào anh. Gần đây con thiền tệ quá. Vậy à? Con cảm thấy bình an, nhưng đầu óc con thật sự làm phiền con rất nhiều. Chuyện gì vậy? Trong đầu con có nhiều tư tưởng, phần nhiều là những tư tưởng phủ định, chỉ trích người khác. Khi con gặp người khác, con rất thương họ, con không ghét họ, nhưng đầu óc của con nói, cứ chỉ trích phê bình họ. Chỉ xảy ra gần đây thôi à? Dạ phải, có lẽ trong vòng một tháng nay. Có thể quý vị tiếp xúc với điều gì đó khiến quý vị liên tưởng đến một điều khác. Vậy đó không phải là lỗi của quý vị, đôi khi đó chỉ là nhân duyên. Hiểu không? Cứ vượt qua. Còn một điều khác, sư phụ có giảng về sự tế nhị. Khi đến đây, con cứ xông vào, về đồ đạc của đồng tu khác rồi ngồi xuống. Tôi biết, con không biết là mình có tính đó, con cứ tưởng là mình là một người tế nhị. Tôi biết. Cho đến lúc đó thì con nhận ra là, ồ, con lúc nào cũng đã như vậy. Con đã không biết. Tôi biết, tôi đã nói rồi. Ta nói với quý vị, từ trước đến nay, quý vị nghĩ rằng mình là người tốt nhất rồi vì quý vị không ăn thịt, không uống rượu, không muốn mối quan hệ ngoài hôn nhân. Quý vị nghĩ mình là thánh rồi, tôi biết điều đó. Con nghĩ đó là vấn đề, phải không ạ? Tôi biết, chúng ta chỉ làm thế thôi, thói quen không tốt, thế thôi. Con nghĩ điều mà sư phụ nói về người thợ hồ rất là thú vị, vì có nghĩa là để làm thánh. Mình không cần phải ý thức được điều đó, đúng không ạ? Không, không, thậm chí còn hơn thế nữa. Tôi nói rằng không sao, bình thường thôi. Tôi sẽ nói lý do. Giả sử quý vị chỉ là một người bình thường, một sinh viên, quý vị học y khoa, rồi thành bác sĩ. Nhưng trong suốt thời gian đó, quý vị là sinh viên, thấy không? Các sinh viên đôi khi sống rất cẩu thả. Khi thì tiệc tùng, có thói quen rất xấu, vân vân. Họ vội vã, đi đây đi đó, học hành đủ mọi thứ, hoặc là mượn tiền, sống nhờ cha mẹ và đủ thứ. Khi thành bác sĩ, quý vị không thể lập tức dứt bỏ những thói quen này. Vì vậy, dù quý vị là bác sĩ, nhưng vẫn còn những thói quen xấu của sinh viên. Nhà cửa bề bộn, mọi thứ đều như vậy. Quý vị mặc quần áo xộc xệch, có mùi hôi, mùi thuốc lá hay rượu. Quý vị hiểu ý tôi nói không? Dạ hiểu, cho nên càng sớm nhận ra bây giờ, mình là bác sĩ trang nghiêm thì càng tốt. Tuần rồi, con cảm thấy như bị đau bên trong. Con lau dọn nhà cửa và con cạo râu rồi bỗng nhiên. Con bắt đầu cảm nhận sự không vui với sự việc đã có từ trước tới giờ. Con muốn thay đổi. Chỉ mới bắt đầu tuần trước, có lẽ quý vị bắt đầu nhận ra là quý vị nên tốt hơn. Nhưng trước đây con rất lười. Sư phụ nói nhà đã chờ 20 năm để chúng con trưởng thành. Con cảm thấy con thật sự đã làm phụ lòng ngài. Đôi khi con rất xấu hổ. Không sao, tôi không để ý đâu. Nhưng thưa sư phụ, đó là sự thật, phải không ạ? Đó là đời sống của quý vị. Việc tu hành của con tệ quá. Trì giới và mọi thứ, phải không ạ? Đồng hội, đồng thuyền.
nhập hội. Gia nhập làm hội viên đi. Quý vị có muốn thẻ hội viên không? Con muốn nói xin lỗi sư phụ. Từ nay con thật sự muốn cố gắng nhiều hơn nữa. Mọi người nên cố gắng thật tốt là quý vị nhận thức được điều này. Đôi khi quý vị không nhận ra được. Vì quý vị lúc nào cũng ở đẳng cấp hơi thấp một chút. Bây giờ có lúc quý vị bỗng nhiên nhận ra vì đẳng cấp của quý vị đã lên cao. Đây là một dấu hiệu tốt. Chúc mừng. Cảm ơn sư phụ. Tôi đã nói rồi, quý vị sẽ cảm thấy khác. Quý vị để ý được những việc mà trước kia không thể để ý. Dĩ nhiên ở đây điều đó rất rõ ràng vì tôi nói với quý vị ngay lập tức còn ở nhà quý vị làm việc đó nhưng thậm chí cũng không biết. Điều tệ nhất để nói là tại sao lại làm vậy, thế thôi, thậm chí không ai biết cách bảo quý vị phải sửa đổi như thế nào. Bởi vậy quý vị mới có thầy, đúng không? Như vậy rất tiện. Được rồi, đừng lo. Họ đều có thể hội viên, nếu muốn quý vị có thể có. Chúng ta có hội viên ở khắp nơi. Quý vị không phải là người duy nhất. Được rồi. Có câu hỏi gì không? Tiếng Pháp. Câu hỏi tiếng Đức. Câu hỏi tiếng Tây Ban Nha. Không à, tốt. Vậy hãy nhìn tôi đi. Thánh nhân kiểu gì vậy? Quý vị là thánh nhân nơi nào tôi không biết. Ở đây nếu tôi cho quý vị thức ăn, quý vị sẽ hối hả lên phía trước, ví dụ vậy. Cũng không sao, quý vị thật dễ thương, quý vị giống như trẻ con vậy. Như vậy cũng tốt, không sao. Chuyện nhỏ, không có gì quan trọng. Ở đây nơi nào họ cũng làm như vậy với quý vị nên không sao. Quý vị đối xử với nhau như vậy. Hôm nay quý vị dời đồ của họ, hôm sau họ dời đồ của quý vị, hoặc đã dời từ hôm qua giống nhau cả thôi. Không ai nói gì. Tôi là người xấu duy nhất ở đây thôi. Họ không nói lời nào. Không ai la mắng quý vị, đúng không? Không bao giờ, vì họ cũng làm giống vậy. Họ không ý thức được đó là xấu hay gì cả. Nhưng tôi nghĩ nếu tôi dời mền quá nhanh, tôi không làm như vậy. Vì tôi biết bụi sẽ bay ra. Và có lẽ mang theo vi trùng, mang gì đó từ sàn nhà bay vào mũi, vào mặt người khác. Rồi họ hắt xì, rồi họ bị bệnh mà thậm chí cũng không biết nguyên nhân. Ngay chính quý vị cũng không biết rằng quý vị đã làm cho họ bệnh. Hoặc có lúc quý vị mang nhiều hành lý trong phi trường. Quý vị đi lòng vòng và đụng khắp nơi. Đụng người ta. Quý vị thậm chí cũng không nói xin lỗi. Rất khó để lúc nào cũng nghĩ đến người khác. Chỉ cố gắng hết sức thôi nhé. Hãy cố gắng hết sức. Còn chuyện quan hệ tình cảm, đau khổ nào nữa không? Mọi việc đều tốt chứ. Dù hoàn cảnh thế nào, hãy cố gắng vượt qua và tọa thiền. Vì trên trần gian này, quý vị không bao giờ có được sự hoàn mỹ, lúc nào cũng có vấn đề gì đó. Ví dụ, khi tôi sống trong hang động, dĩ nhiên là tôi không quen. Không nước, không điện, không máy sưởi. Tôi ước gì có một máy sưởi, nên tôi mua một máy sưởi bằng dầu. Cũng tốt, mình bật nó lên và mọi thứ. Nhưng sau một hồi, mình lại phải đi châm dầu. Ồ, như vậy vẫn chưa tệ lắm, mình phải mang máy sưởi ra ngoài. Tắt nó trước. Bằng không, mùi dầu bay khắp cái lều nhỏ rất nghẹt thở. Tôi bị ho nếu tôi để nó trong đó. Nên tôi mang máy sưởi ra ngoài rồi chờ ngoài trời lạnh. Hết mùi rồi, tốt, ổn rồi, thắp nó lên. Chờ cho nó nóng, điều chỉnh một chút, được rồi, mang vào lều. Tôi phải rất cẩn thận vì nó rất nặng, tôi chỉ có một mình, không ai giúp. Sau một hồi, nóng quá. Vì cái lều rất nhỏ, tôi đã vặn xuống mức thấp nhất rồi mà vẫn quá nóng. Nên tôi phải mang ra ngoài trở lại. Và tắt máy. Rồi trở vào trong thiền tiếp. Ồ, lạnh quá. Mang máy trở vào trong, vặn lên, rồi ngồi thiền. Ôi, nóng quá. Đây là chuyện có thật. Tôi không xấu hổ để kể cho quý vị nghe. Thân thể tôi không vâng lời tôi. Có thể tôi đang nhập định nhưng thân thể tôi thì không. Và khi tôi trở lại, thân thể tôi lạnh run, lạnh đến nỗi cả người tôi không cử động được như đóng băng vậy. Sau đó tôi phải đi ra ngoài. Mang máy sưởi vào trong, rồi cố gắng. Thậm chí không thể điều khiển bên ngoài. Trời quá lạnh, bàn tay không cử động, quá lạnh, bật máy lên rồi ngồi trở lại. Rồi vừa lúc cố gắng nhập định, thì lại quá nóng. Tôi mang nó ra ngoài, sau đó tôi mới nói thôi kệ.
Nếu phải chết ở đây, tôi cũng không màng. Sau này tôi quen đi. Tôi chỉ vặn nó lên một chút để sưởi ấm không khí, để tôi không bị đóng băng và trở thành một vị Phật đông lạnh. Ở đây chúng ta cũng có thực phẩm đông lạnh. Có lẽ Phật đông lạnh chỉ là một trong những điều xảy ra trong thời hiện đại. Cho nên tôi chỉ vặn lên một chút, khoảng một giờ đồng hồ, và lo những chuyện vệ sinh cá nhân. Rồi tắt máy, sau đó tôi ngồi thiền. Tôi không còn bận tâm đến sưởi ấm nữa. Nhưng rồi thân thể tôi cảm thấy rất khó chịu. Nó không thể đối phó với cô gái này. Thôi, gì cũng được, rồi cũng qua. Chỉ thêm một chút túi ngủ, tốt. Không thể nào cứ 5-10 phút đi vô rồi lại đi ra. Có ích lợi gì? Đó là một chuyện. Lúc ban đầu, có một người mang cho tôi mỗi ngày một bữa ăn, một lần một ngày. Lúc đầu thì tốt, nhưng anh ta lúc nào cũng có chuyện gì đó nên không thể đến vào giờ này. Anh ta đến trễ hơn hoặc sớm hơn một chút. Lúc nào tôi cũng phải chờ mới có thể dùng xong bữa, rồi đi thiền. Về sau tôi nói thôi được, không phiền anh đến nữa, tôi không cần. Cũng tốt. Một thời gian sau sẽ quen đi, không thành vấn đề. Tôi chỉ ăn những gì có sẵn ở đó. Vì tôi chưa hề dùng thức ăn nguội lạnh như thức ăn Trung Hoa. Nếu dùng lạnh thì không ngon. Nhưng tôi khám phá ra rằng nếu mình phải ăn thì cứ ăn. Không sao hết, lạnh hay không lạnh. Nếu ăn kem thì cũng vậy, phải không? Lúc đầu đầu óc tôi than phiền, tôi nói. Cái gì? Người thích ăn kem? Đây là một loại kem khác, thưởng thức đi. Và rồi tôi cũng quen. Sau một thời gian, không được những gì nó thích nên nó thích những gì mà nó có. Đó là tất cả những gì mà người có. Nếu người không thích thì cũng chỉ có bấy nhiêu thôi. Nếu người không thích thì người thậm chí sẽ không được gì cả. Vì vậy nó sợ. Ok, ok, tốt. Thức ăn lạnh, ngon, ngon. Hãy huấn luyện chính mình nhé. Không có gì mà không làm được. Chỉ là thói quen thôi. Trước đây tôi đã nói với quý vị rồi, đó là thói quen. Thói quen làm chúng ta đau khổ rất nhiều. Nhưng rồi quý vị khám phá ra là nếu không chạy theo thói quen của mình thì quý vị vẫn sống một phép lạ, phải không? Vì tôi là minh sư đã lâu, tôi luôn mời mọi người cùng ăn một bữa ăn ngon. Dĩ nhiên đó không phải là những gì tôi thật sự muốn, nhưng cơ thể tôi quen rồi. Và lối sống của tôi đã như vậy từ lâu. Vì vậy đầu óc tôi không thể chịu nổi, không thể hiểu được. Gì đây? Bánh mì nguội, cứ ngắt như vậy. Người nghĩ ta là ai chứ? Ta sẽ ăn cái này hả? Ta nói, người ăn đi, hay người sẽ không được gì cả. Ồ, nhưng răng của ta đau quá. Bởi vì tôi vẫn còn thị giả này kia. Hay ít ra mỗi ngày tôi có một bữa ăn. Tôi được quyền như vậy mà. Tôi là minh sư, vân vân. Nhưng phức tạp quá. Lúc nào anh ta cũng có cớ để đến trễ hay đến sớm hơn. Làm rối loạn thời khóa biểu của tôi và có cảm giác như quá quan trọng. Nên sau đó tôi nói thôi được rồi, không cần nữa. Tôi chưa bao giờ ăn thức ăn hộp đông lạnh hay tương tự như vậy trong đời. Ngay cả khi còn là sinh viên, tôi cũng có một cái lò nhỏ để hâm nóng. Cái lò rất nhỏ để đi cắm trại. Giống như vậy. Vì sinh viên không có tiền nhiều, mình mua chút ga lúc nào cần. Rồi mình hâm nóng lon đậu hay gì đó. Nhưng ít ra quý vị hâm nóng được. Ăn đồ nguội lạnh và đông đá làm sao được? Ta không ăn mấy thứ đó. Đầu óc của tôi nói với tôi như vậy, sau đó nó cũng ăn. Rồi mọi người đều vui vẻ. Khi không có sự chọn lựa nào khác thì mình ổn. Ít ra thấy an tâm hơn. Nhiều khi thói quen làm cho mình phát điên. Nó làm quý vị muốn những gì khó đạt được. Làm cho đời sống của quý vị phức tạp chỉ vì thói quen. Mình có thói quen như vậy và nghĩ rằng mình cần nó. Giống như những người hút thuốc, uống rượu. Họ nghĩ rằng họ cần, họ bắt buộc phải có. Có người nói rằng tôi có thể bỏ. Thật ra tôi không thích thuốc lá nhiều đến vậy, nhưng nó giúp tôi, tại vì căng thẳng quá. Tôi cần điếu thuốc lá. Họ nghĩ họ cần nên họ cứ hút. Rồi họ không chịu bỏ. Nhưng nếu họ cố gắng để cai thì một con đường khác sẽ mở ra cho họ và họ sẽ thấy khỏe hơn. Tôi không cần thị giả mang thức ăn. Tôi cảm thấy yên tĩnh hơn. Tôi có thể ăn khi nào tôi thích.
Bất cứ lúc nào tôi xuất định, tôi chỉ ăn rồi trở lại nhập định chứ không cần phải chờ đợi mãi như vậy. Rất dễ dàng, không cần lo sưởi, không phải đi ra đi vào như vậy. Cho nên hãy suy nghĩ xem thói quen nào mà mình thật sự cần. Xem mình có thật sự cần thói quen này hay thói quen kia không. Nếu mình không cần, thì cố gắng làm chủ nó. Đừng để thói quen làm chủ mình. Rồi cuộc sống của mình sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Vậy thôi, rất dễ để sửa đổi thói quen làm mình phiền phức. Bất cứ gì không tốt trong cuộc sống của quý vị thì hãy sửa đổi nếu có thể. Nếu quý vị không thể thay đổi được, thì hãy chịu đựng, được chứ. Không có gì bền vững mãi. Ngay cả đau khổ cũng không tồn tại mãi. Ồ, tại sao lại nói chuyện này? Chuyện gì? À, vì thói quen thiếu tế nhị. Còn ai nữa không? Có thắc mắc hoặc ý kiến gì không? Có gì hay để kể cho tôi nghe không? Có chuyện nào hay không? Tôi có truyền tâm ấn cho một người. Trước đó bà ta không biết tôi là ai. Tôi chỉ ra ngoài đi tìm ăn và gặp bà ta. Bà ta không biết gì cả, nhưng bà ta đoán được gì đó, nên cứ hỏi tôi, cô là ai vậy? Cô là ai? Tôi nói, bà biết để chi? Sau đó bà ta thấy tôi ăn chay, nên hỏi tại sao đủ thứ. Rồi sau một đêm bà ta ăn chay luôn. Và bà cũng không biết vì sao, bởi vì bà đã lớn tuổi rồi, khoảng 58. Bà không biết nấu thức ăn chay như thế nào, cho nên chỉ ăn salad cần tây mà thôi. Rồi bà ta bị bệnh nặng, đi cũng không nổi. Bà ta gặp bác sĩ và hỏi tôi bị gì vậy. Bác sĩ kiểm lại cách ăn uống của bà rồi nói đây là không đúng. Bà không ăn gì hết, bà phải ăn chất đạm và mọi thứ cho đủ dinh dưỡng. Bà ta trả lời không được, tôi muốn ăn chay. Nên tôi thấy thương cho bà ta vì niềm tin mà bà ta đã đặt nơi tôi. Tôi thậm chí cũng không có bảo bà ta ăn chay, tôi không bao giờ ra ngoài bảo ai hết. Tôi đã định không vào đó, nhiều khi tôi phải đi ra ngoài vì lý do nào đó, nhưng tôi không bao giờ đi với sứ mệnh để thuyết giảng cho người khác. Vào lúc đó, ngay cả lúc gần đây tôi không nói chuyện với ai, cũng không ai biết tôi. Tôi muốn như vậy, hiểu không? Nhiều khi tôi phải đi ra ngoài. Ngoài những lúc bế quan ra, nhiều khi tôi phải đi ra ngoài vì việc giấy tờ hành chính hoặc bất cứ gì mà cần sự lưu ý cá nhân. Việc ngân hàng, sổ thông hành, bất cứ gì. Rồi đôi khi tôi gặp người ta và chỉ qua một đêm bà ta trở thành người ăn chay. Thậm chí bà cũng không nói với tôi lần sau tôi gặp lại bà ta. Bà ta rất là yếu nên tôi hỏi thăm. Bà ta trả lời như vậy, tôi nói không được. Bà không thể nào chỉ ăn rau cải, bà còn phải ăn cái này cái kia nữa. Sau đó tôi bảo người ta đưa cho bà vài thức ăn có chất đạm và hướng dẫn bà ta mua ở đâu. Nên bà ta khỏe lại. Và rồi bà ta cứ hỏi về cách tu hành. Bà ta nói lúc nào bà cũng muốn gặp một vị thầy. Bởi vì trong sách mà bà đọc nói rằng không được tập theo những gì nói trong sách này mà phải tìm một vị thầy. Không biết tìm thầy ở đâu. Bà hỏi hoài. Tôi trả lời, à, thư ký, tài xế của tôi có thể dạy bà. Đẳng cấp anh ta cao. Bà ta nói thật vậy à, nhưng anh trông không giống. Anh ta trông không giống, nhưng anh ta giỏi đẳng cấp cao. Tôi cảm thấy thương cho bà ta. Bà ta là chị của tôi hồi xưa lắm rồi, 400 năm về trước. Dĩ nhiên tôi dạy bà ta, và sau đó, vì tôi cho bà biết tên của tôi. Nên khi về nhà, bà ta lên trang mạng để xem. À, bà ta trở lại gặp tôi và nói, ồ. Bà ta không thể nói được gì, chỉ nói ồ mà thôi. Rồi bà ta cũng qua được chuyện đó. Lần sau, bà ta lại nói, ồ, thần kỳ. Mọi việc đều là phép lạ trong đời tôi bây giờ. Phép lạ đối với tôi, chồng tôi và con trai của tôi. Mỗi ngày đều là phép lạ, cảm ơn Ngài thật nhiều. Mỗi lần đến với tôi là bà ta nhảy lên như là một đứa bé. Cứ nói về phép lạ xảy ra không ngừng. Tôi nghe không kịp. Những chuyện thần kỳ đã xảy ra vì bà ta nói nhiều và nói rất nhanh. Có nhiều chuyện thần kỳ quá nên... Tôi tự hỏi tại sao quý vị không nói với tôi về chuyện thần kỳ. Quý vị im ắng quá. Không có gì xảy ra cho quý vị à, hay là quý vị đã quen với sự thần kỳ rồi? Quen rồi phải không? Được cưng chiều quá, vậy tốt. Tôi nghĩ ít ra cuộc sống quý vị được tốt đẹp, không sao cả, nhưng bà ấy thật giống như một đứa bé.
Mỗi lần bà gọi điện thoại hay đến gặp tôi là, ồ, thần kỳ. Vì trước đó, bà ta xem tôi dĩ nhiên như một người bình thường. Đôi khi bà ta gọi điện thoại cho tôi, đôi khi tôi gọi cho bà ta vì lý do gì đó. Về sau, thần kỳ, phép lạ, mỗi lần đều như vậy. Bà ta rất mừng rỡ vì cuộc sống của bà ta từng trải qua nhiều thời kỳ gian khổ. Bà ta đã từng rất giàu có và nổi tiếng. Đủ nổi tiếng, đủ giàu có trong... Tôi có nên nói quốc gia nào không? Thôi, tôi sẽ không nói ra. Ta nói bà ta hứa là không bao giờ được nói với bất cứ ai, ngay cả con trai hay con gái của bà. Vì vậy, bà giữ yên lặng chỉ một mình bà ta biết thôi. Bà ta đã từng nổi tiếng và giàu có đủ thứ, sống trong một căn nhà đồ sộ và có tất cả, bỗng dưng mọi chuyện biến đổi. Có lẽ họ sai lầm trong cách quản lý tiền bạc, hoặc đại khái vậy, hoặc ông chồng qua đời, nên mọi việc đều xuống dốc. Họ phải bắt đầu lại từ đầu. Bà ta vẫn không quên được. Vì vậy, bà không biết là những việc thần kỳ vẫn có thể xảy ra. Sau khi tạo tâm ấn, mỗi lần bà ta đều mừng rỡ, cứ như nhảy cẩn làm. Tôi phải làm bà ta dịu xuống, tôi nói việc đó bình thường. Còn nhiều điều nữa sẽ đến. Bà ta nói, thật à? Có thể nào hay thế này không? Tôi trả lời, có thể nhiều hơn như vậy. Đó là chuyện bình thường thôi, chỉ là một phép lạ. Về vật chất hoặc tình cảm, không là gì cả. Phép lạ về tâm linh là tốt nhất. Bà ta đáp, phải, con cảm nhận được, con biết. Tôi hy vọng quý vị cũng giống vậy. Có không? Dạ có. Vậy tốt. Đừng xem thường, hãy thưởng thức nhé, thưởng thức. Và lúc nào cũng phải cảm tạ Thượng Đế, cảm tạ Đấng Tối Cao, cảm tạ các vị Thiên Đế đã sắp xếp cho quý vị được cuộc sống thoải mái hoặc thể nghiệm tốt trong đời. Ngày chính tôi cũng cảm ơn họ đã giúp điều phối. Tôi có hộ pháp và các vị thần đôi khi giúp đỡ tôi để mọi việc được thuận lợi. Họ chạy khắp nơi làm việc, nên tôi cảm ơn họ. Cho đúng phép lịch sự, phải không? Dù là sếp, quý vị cũng phải cảm ơn những người cấp dưới đã làm những công nhân tốt và điều phối mọi việc. Vậy tốt ha? Không có câu hỏi. Được rồi. Những người mới đến đây. Lấy bánh thuần chai. Hết kẹo rồi. Vì khi tôi đang ở với quý vị nên có thể làm được và trở lại bình thường. Khi tôi ở một mình trong động, tôi không thể nào tin được mình đã làm việc này. Tôi cũng không tin rằng tôi có thể làm như vậy nữa. Nó có vẻ dư thừa, đúng không? Nó có vẻ trẻ con, quý vị hiểu không? Tôi không biết giải thích làm sao. Quý vị có hiểu hay không? Hiểu hả? Tôi không chắc lắm, không sao. Dường như rất khó hiểu. Khi tôi đến ngồi với mọi người, trò chuyện với họ và cho họ bánh, vân vân, dường như không cần thiết. Thế giới đã trưởng thành rồi. Nên việc này giống như trò chơi trẻ con. Trở về mẫu giáo để gặp mấy em bé. Nhưng khi tôi ở gần quý vị thì tôi lại thấy không sao, nó bình thường trở lại. Tôi không thể tin được, tôi có cảm giác như vậy. Khi ở trong hang động, tôi nghĩ rằng nó sẽ không bao giờ xảy ra nữa, dường như chuyện sẽ không bao giờ có thể xảy ra, hiểu không? Chỉ có điều là quý vị ồn ào quá, lôi kéo tôi vòng vòng, nên tôi phải trở lại nữa. Ồn ào. Lúc nào cũng sư phụ cũng muốn gặp ngài bây giờ. Chỉ một phút thôi. Còn ai nữa không? Quý vị đi đâu vậy? Xong rồi à, có vậy thôi hả? Có muốn nữa không? Dạ muốn. Nhưng quý vị ăn một chút thôi nhé. Bởi vì ăn ngọt nhiều quá không tốt. Mỗi lần chỉ ăn một chút nha. Bởi vì sau khi ăn ngọt, quý vị phải uống nước. Nếu không, quý vị có thể sẽ nhức đầu và đánh răng. Đánh răng thì không sao, nhưng uống nước vô cho nhanh và súc miệng cho nhanh. Đây, đây, đây.
Cảm ơn sư phụ. Có ai chưa có? Rất khó với tới. Đó. Được chưa? Mọi người truyền cho người nào không có. Anh có chưa? Dạ có, cảm ơn sư phụ. Anh có rồi hả? Đây, đây, đằng sau. Tốt. Anh mua được cái toa xe không? Dạ, đúng ra con có xem qua, nhưng chất lượng quá xấu nên con không lấy. Chuyện gì xảy ra? Con gọi họ trước và hỏi phẩm chất ra sao, bởi vì con sẽ đến coi nếu chất lượng tốt. Bà ta bảo nó rất tốt, không vấn đề gì, rồi con tới đó để xem. Tất cả bên trong rất tệ. Cho nên con nghĩ con không mua xe này. Bởi vì nếu mình kéo nó đi, nó đã rất cũ rồi. Thật ra bà ta không nói đúng đời xe. Nó thật đã rất cũ rồi. Mặc dù tấm hình, sư phụ có thấy hình chưa? Nhìn thấy đẹp. Hình đẹp lắm. Con không biết sao họ làm được. Như có người bên ngoài nhìn thấy đẹp. Xe cũng giống như người vậy. Thôi được. Chúng ta có đủ rồi. Được chứ? Dạ, có thể là không cần thêm nữa. Có nhớ ta nói quý vị nên có 2 chiếc nữa không? Và bây giờ chỉ có 2. Ta thấy có nhiều người đến nên nói thôi được. Có thể thêm 1 chiếc nữa nhưng vẫn không được, thấy không? Cho nên 2 là 2, không hơn. Bây giờ anh có thể nghỉ. Cảm ơn sư phụ. Đủ rồi. Chúng ta vừa mua một cái toa xe, nó không được mới. Mới mua nhưng không phải xe mới. Để cho quý vị vô đó. Có thể muốn vào phòng tắm thay quần áo, hoặc quý vị vào lều muốn thay quần áo. Chúng tôi đã căng vài cái lều cho quý vị để quần áo. Bằng không, quý vị để đó phòng khi trời mưa. Thành ra quý vị nên để đồ đạc trong lều. Nếu quý vị thích thay quần áo trong toa xe nào thì cứ vô đó. Đi nhà vệ sinh và thay đồ trong đó. Nếu quý vị muốn thay đồ trong lều cũng được. Trong lều lạnh hơn, có vậy thôi. Tất cả mấy toa xe này đều là cho quý vị ở đây, cho quý vị ở mọi nơi, bất cứ ở đâu có chỗ thì quý vị ngồi. Quý vị vô đó. Mấy người khác có thể có đồ đạc cá nhân ở đó, quý vị đừng đụng tới, chỉ lo phần mình, có vậy thôi nhé. Đừng luyện đồ đạc của người khác ra ngoài cửa sổ rồi quý vị ngồi đó ha. Vừa rồi chúng ta có nói chuyện đó. Mấy cái lều đã dựng xong chưa? Dạ rồi, thưa sư phụ. Mấy cái lều? Dạ, 8. Tốt, tốt, tốt. Được rồi. Một nửa cho nam, một nửa cho nữ. Mấy người nam có thể để 2-3 hành lý chung trong một lều. Chỉ hành lý thôi, quý vị ngồi ở đây. Quý vị thiền ở đây, ngủ ở đây, ngủ ngồi. Ít ra khi tỉnh dậy, quý vị thiền trở lại. Nếu quý vị thật sự rất, rất mệt, lúc đó quý vị có thể nằm ở đâu đó. Nếu có chỗ trống thì nằm trong đó, hoặc đi về lều và đâm lạnh. Được không? Bởi vì ngay bây giờ tôi chỉ muốn quý vị được ấm áp, khô ráo ở đây. Nếu về lều, quý vị sẽ bị ướt và lạnh. Nếu trời lạnh quá, có thể ướt bên trong lều, biết không? Mưa không vào được, nhưng hơi lạnh sẽ đông lại. Giống như tuyết khắp trên vách lều của quý vị. Tôi biết vì tôi đã quen rồi. Tôi từng sống ở Nhật. Khoảng 2 hoặc 5 độ gì đó, hoặc chỉ dưới 0 độ một chút, rồi tuyết sẽ đông lại bên trong lều của mình. Nó có thể rất lạnh. Lều ở trong đồng, ngay cả không có gì trong đó, chỉ có luồng hơi từ lòng đất cũng rất lạnh. Hơi lạnh thấm vào tường, vào lều của tôi. Và nhỏ giọt như mưa mỗi ngày. Mỗi ngày trong lều, nó cứ nhỏ giọt, tôi cứ để nước nhỏ xuống. Ban đầu tôi còn lao một chút. Vì sao tôi nói thôi được, ngươi muốn làm gì thì làm. Tôi chỉ ngồi ở giữa. Thành ra tôi biết, ở đây có thể lạnh đối với quý vị. Cho nên quý vị cứ ngồi ở đây. Nếu quý vị thấy mệt quá thì đến đây ngủ một hồi, rồi trở lại ngồi, thay phiên nhau lấy số, biết không? Có thể mua một cái máy. Một người đứng ở đây, số 1, số 2, 5 phút. Và rồi thức dậy.
Phải vậy thôi, người kế tiếp, số 2 sẽ đến. Kêu người kia dậy, đưa anh ta ra đó, rồi lát sau trở lại 5 phút, được, thứ 3, số thứ 3 sẽ đến. Chúng ta vẫn còn chút chỗ trống trong đó. Quý vị thậm chí không cần phải nằm, nhưng có thể dựa vô tường hoặc dựa vào cái gì đó để ngủ khi cảm thấy quá mệt hoặc bị đau lưng hay gì đó. Ở đây khô hơn là ở trong lều. Cho dù chúng ta để máy sưởi chung quanh, khu cấm lều cũng không thể nào ấm bằng được, được không? À, vậy chúng ta phải ứng biến tùy theo hoàn cảnh. Đừng trở về trung tâm của quý vị và làm giống vậy rồi ép buộc liên lạc viên cho quý vị ngủ trong phòng khách của họ. Quý vị cũng có thể làm vậy nếu muốn, nếu quý vị đồng ý với nhau và nếu có thể chịu đựng được thì không sao. Nếu không, chỉ làm như bình thường thôi. Vì ở đây đang là mùa đông, biết không? Và chỗ này chỉ là căn nhà nhỏ. Đường đi thì lại xấu, có thể đó là lý do họ không đến, như vậy cũng tốt, bằng không. Không thể có tất cả. Có nhớ hồi trước, mỗi thiền đường tôi đều làm cho hoàn hảo, mọi thứ đều tốt. Nhưng rồi nó cũng không bền. Người ta đến và thắc mắc, tò mò. Không phải họ, mà là lực lượng phủ định làm việc xuyên qua họ và nghiệp chướng của mọi người trên thế giới. Không phải chỉ của quý vị thôi, mà của cả địa cầu. Họ đến và gây rắc rối. Cho dù bất cứ hoàn cảnh nào, mình cũng sống được, hiểu không? Tôi nghĩ trung tâm nhỏ, nhưng ít ra quý vị có thể gặp tôi. Dạ, có còn hơn không, phải không? Quý vị thật sự thích ha. Cho nên chúng ta cố gắng sắp xếp tốt đẹp nhất ở đây. Đập nhà tắm ra, ngay cả bồn cầu trong đó. Sửa soạn để có chỗ cho quý vị ngồi nếu có thêm người tới. Tôi có một vài toa xe, quý vị cũng có thể ngồi ở đó hoặc ngủ vài phút rồi thức dậy. Đừng ở đó suốt đêm, bởi vì người thứ ba sẽ đến. Chúng ta phải rút thăm. Có giới hạn, như vé đậu xe giới hạn đó. Tôi chỉ nói đùa thôi, chỉ cố gắng kỷ luật chính mình, ở đây không có ai kiểm soát quý vị. Nếu quý vị thật sự phải đi ra ngoài trong giờ thiền, thì làm ơn đừng trở vào. Đi tới toa xe nếu quý vị phải đi. Vì đau bụng khẩn cấp hoặc gì đó, thì đừng trở lại nhé. Trong giờ thiền đèn đều tắt. Khi đèn tắt, và quý vị phải đi ra ngoài, thì đừng trở vô lại nhé. Bởi vì quý vị có thể làm phiền người khác. Đi xuống toa xe ở phía trước, có thêm một cái khác ở đằng kia. Trong đó đã có sẵn máy sưởi rồi, đúng không? Dạ đúng, quý vị có thể vô đó, thiền bất cứ lúc nào, được chứ? Giả sử tôi đến để nói chuyện, thì tất nhiên quý vị có thể vào. Nhưng nếu tôi đến thiền rất yên lặng trong bóng tối thì quý vị đừng đến, đừng chạy vào nhé. Và rồi làm phiền người khác. Ngay cả khi tôi đến rất yên lặng, nhưng cả đoàn xe lửa bắt đầu kêu bu bu bu. Rồi mọi người đều thức dậy. Bây giờ còn câu hỏi nào nữa không? Không à? Tốt. Vậy là cuối cùng quý vị cũng khai ngộ. Mấy giờ rồi? 11 giờ, 11 giờ kém 5. Ồ, đã đến lúc phải đi. Tôi ở ngay đây, chỉ cách có vài bước. Sư phụ có lạnh không? Lạnh, không. Chúng ta có máy sưởi, lò sưởi. Nhưng tối hôm qua, điện khi có khi không, luôn luôn lúc có lúc không. Tôi vẫn cần, vì đôi khi có người gọi cho tôi, những người làm việc cho tôi, ở những nơi khác nhau. Chỉ một điện thoại, tôi có bốn cái khác. Nếu quý vị muốn, tôi cho. Tay chân và cái khác ở đây. Alo, tôi đến đây, được rồi, được rồi. Máy bộ đàm. Được rồi, tôi sẽ gọi sau. Không, không, không phải quý vị. Tôi không có ý nói quý vị. Không, tôi không có bảo quý vị, tôi nói người kia. Không, không. Khi tôi làm việc, tôi thật sự làm việc. Quý vị có thấy hình Quán Âm Bồ Tát có trăm tay, trăm mắt không?
Tôi nghĩ, người nào vẽ tấm hình đó biết tôi. Nếu không, thì làm sao họ tưởng tượng được như vậy? Điều đó ngoài sức tưởng tượng của bất cứ người nào. Vẽ hình một người có 100 cánh tay và 100 con mắt, phải không? À không, 1.000 chứ. Người ta gọi là Thiên Thủ Thiên Nhãn Bồ Tát. Có nghĩa là 1.000 tay, 1.000 mắt. Tưởng tượng có người như vậy. Người đó đã biết tôi trước khi vẽ tấm hình. Thôi, quý vị giỏi nha, thiền tốt. Tôi sẽ gặp quý vị bất cứ lúc nào. Tôi ngồi thiền ngay đây bên cạnh nhé. Tôi càng lúc càng thoải mái hơn. Bởi vì khi tôi ngồi ở đây, có thể có người sẽ làm gì đó, sẽ nói gì đó. Nhưng tôi ở ngay đây nhé. Ngay trước mặt quý vị, chỉ vài bước. Nên tôi thiền ở đó, còn quý vị thiền ở đây.